Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở ngay trên quốc lộ 80, gần gần số 136 của ấp Đông Thành của thị trấn Tân Hiệp đó quý vị, thị trấn trong Đông Thành của xã xã Thành Đông A, huyện Tân Hiệp. Nếu mà quý vị mà nếu mà có đi ngang đây mà muốn có thưởng thức các món ăn thì có thể ghé quán Yến Nhi nè, ở số 136 Đông Thành nè quý vị. Đây chút nữa Lâm sẽ đi vô nè. Dạ không, không có đâu cô. Quay sao mà đừng có đầu rồi quay. Đâu có. Cái này mình bán được như mấy chục năm rồi phải không cô? Bán được chả 20 năm, về đây 15 năm rồi chú. Ồ dạ. Sinh thịt cơm với ếch chứ. Đây là các món của quán này. Ở ngang đường sao? Ăn chay đó thì sao? Ăn chay không? Cá chê, mắm. Thịt, co, thịt ta. Ăn chay chua với cà chua được. Ăn chay chua. Nè, quên là tôi nhắc cho đó. Hai người đi kia bên đây. Tôi đang ớt à? Có ăn chay không? À. Đây là canh chua nè quý vị. Nhìn rất là ngon. Canh chua với canh chua ăn được. Rồi. Ngồi ké với anh này. Ở thường có mà, nhớ bình thường có mà. Em tự xử em à. Cái loại giống như là em làm mấy cái này là giới thiệu cho ví dụ như anh ở xa mà muốn lại kiếm quán anh ăn á thì anh có thể ghé đây thôi. Dạ, canh chua với cá chê. Cá chê mắm gừng này. Dạ dạ, cá chê mắm gừng. Chỉ cần lại hỏi người dân là người ta sẽ chỉ đúng chắc chắc cú. Mà công nhận quán này đông thiệt ha, lúc nào cũng thấy đông. Bởi đặc biệt buổi trưa đông lắm. Buổi trưa bữa đó vô. À, mang đi qua đây luôn. Nên lúc nào cũng thấy đông hết trơn. Để bình thường em đâu biết quán này đâu, em chạy vòng vòng em ăn ở ngoài suốt à. Cái bữa hôm chị kia nói mình kiếm quán ăn mới di chuyển qua đây. Nè chút đưa vô là quay dính liền đó. Cái này là cái điều khiển không ạ. Mấy đồ của hãng này là phải nói cực kỳ tốt. Đây rất là đông khách đó quý vị. Giờ này thì chưa có đông lắm nhưng mà chút nữa sẽ nhiều. Nói chứ em thấy giá này ăn được nữa nè, ăn ngon nữa. Bữa em ăn cũng ngon. Đây à, này đang chờ nha, em đang quay vậy đó. Đây nhìn cái đồ làm á, nhìn bà nhìn thấy ngon. Cá với màu
có nghĩa là không phải là tươi á, nhìn nó tươi lắm, nó không có thấy mấy chị mà vô bước vô là tự lắp luôn. Đặt phẳng đây đúng rồi. Ở đây thấy ngân hàng Đông Á nè, Đông Á rồi ta cơm qua ở gần vườn có một cái món cái sạch, cái sạch chiên với nước cơm. Nhưng mà em biết là nhưng mà cái chỗ bán nào ngon ở gần vườn? Không, ở gần vườn. Gửi theo cái đường. Gọi lấy tôm với trứng ở đây. Cái đường nó kêu là đường gì mà ở gần cái chùa. Ở gần vườn nó có cái ngay trong chợ. Ở trong chợ đi vô. Đã đi vô ngay chùa hả ta? Chùa. Cái chợ trên đó. Chợ mới hay là chợ trên á? Chợ trên phải không? Chợ vô. Nhưng mà chỉ có chỗ đó nó bán hay là còn chỗ khác bán không anh? Chỗ đó để dành nó bán cho cán bộ là công chức đồ bán cho như tự bán luôn chợ quá. Nhớ tên quán không? Nhớ tên quán. Gì đó tiếng gì? Tiếng như nó nằm trong cái hẻm. Nhưng mà nó có những ngon. Hồi lâu ai mà bán cá sạch mà đang nấu cơm không? Đúng rồi. Không. Đi dầu gần gần rừng mà ra lục chạy rồi đó. Cái món đó ăn đặc biệt lắm. Thôi lục chạy thì thường chỉ có nhà mình nấu rồi. Lục chạy nhà mình nấu để dành cho cán bộ người đặt, người làm việc người đặt. Lục chạy rau rừng thì cá kho tứ giác. Câu linh phô me. Trời trời. Mấy món đó giải bán một phần nha. Chứ không phải là mấy món đó ăn đã lắm. Đó vậy mấy người cán bộ người ta thích lắm. Vô mâm lấy ra đem lại dầu. Chứ nó dầu vô chợ mấy chị bán trong chợ nè. Điện lại cái dầu. Thật ra mấy cái món đó lắm. Cho dù anh ăn bữa nào anh cũng không ngán. Bữa nào ăn cũng được. Thường cá chặt chim giòn. Bây giờ anh chở tròn là mấy cái món bệnh thì dữ dữ. Thay vì tôi ngày nào cũng đi xuống chợ cho người biết cũng khá nhiều chỗ. Với chợ này Tân Hiệp là anh biết chỗ nằm không? Đây Tân Hiệp em biết có ba bốn chỗ rồi, nhưng mà chẳng hạn như cơm thì có cái cơm ngay ở trung tâm chợ là bên chỗ đó, với món bánh ướt thì có bánh ướt chim dung nè, chứ còn cái món phở là phở Bắc ở trên ba chân đê một chút, và đây những cái món rất là ngon. Còn món cơm là cơm gì ngay trung tâm luôn á. Còn ở dưới 11 á là cái cá lồng tông. Cá lồng tông nhưng mà có chỗ bán luôn hay là mình nấu phần bỏ vô trong cái chỗ đất cái kho cái gì? Nhưng mà nhớ tên quán mà chỉ em mai mốt anh đi biết đường đi á. Tên tự ăn chứ mà cũng để cái tên ngay khúc nào cái kênh Bờ Điền. Kinh cầu kinh Bờ Điền. Kinh Bờ Điền. Ủa kinh Bờ Điền là trên quốc lộ luôn hay là đảo quốc lộ? Kinh Bờ Điền. Còn ở ngã năm Vĩnh Thuận á có gà đá mà lục sải xào sở. Ngã năm đúng không? Ngã năm. Đây chợ ngã năm. Có một cái quán là gà đá là chiên dai là công nhận là dai luôn. Gà dai. Gà càng dai người ta càng thích thú tại vì ăn một phần của nó 30 ngàn nhưng mà thịt gà người ta chặt cảm thấy hài lòng. Thật ra nếu mà 30 ngàn mà nếu mà một con gà vậy mà chia ra làm 4-5 phần là tính ra đâu có lợi nhiêu đâu, nó thẳng luôn không có lợi. Nhưng mà mình cảm thấy hài lòng với chúng nó cho em xin số với có gì uống cà phê hỏi mấy cái quán gì. Cho xin số đi anh ha. 0919 Thank you.
0919 mấy nè? 716 734. Anh tên gì anh ha? Tên Vẫn. Vẫn, Vẫn như xưa á hả? Vẫn Dắt. Vẫn Dắt à. Nói uống chơi. Ủa? Sao điện vô không được? 0919 716 714 đúng không? 734. À trời. 716 734. Vô mà nè. Vô. Đây nè, có rồi nè. Cái này là phải ăn với cái này mới ngon. Ở lệch giá thì em thấy tìm của anh có ăn quán cô bắt là nào không ta? Rồi đó bán hết nhưng mà cũng không có dữ dằn nữa. Hồi đó có một dầu đó có món cháo dầu. Cháo dầu nhưng mà giờ đóng tiêu à. Nó rất là ngon. Ừ. Thứ hai nữa hồi đó nó bán cháo lòng mà nó có cái gì á? Nó đắng đất. Đắng lòng. Nhưng mà giờ cũng không thấy nữa. Có mất tu gian. Ngon nữa sao mình đó. Sao mình thì khỏi. Bán đó nhiều người biết. Ngày ngày trước thì ổng cũng bán gì thôi chứ có gì đâu. Nhưng đó. Mà đặc biệt của ổng là bán dĩa. À, xưa là người con là bán dĩa. Sao còn ở mấy chỗ khác còn cái nào không? Anh có đi Hà Tiên không? Không hết á. Nhưng Hà Tiên thì để nói trong cái chợ Hà Tiên nó có không thiếu còn bán hai ba lần nữa mà chưa thấy thôi. Ở trong chợ mà chạy vô nó đường trống đợi ngon hả? Chợ Hà Tiên thì em không có đi nhưng mà không có ăn rồi nè. Ăn này một người ăn là thấy em thấy dư cái nhiều. Ở công sự á. Chợ công sự phải không anh? Ở công sự đó có cá lóc á. Cá lóc hả? Mà ở đó như cá lóc đồng nhiều á. Cá đồng nhưng mà nó ăn với cái dạng là cá chén móng mà chấm ớt hẻm á. Trời tơi món đậm quá à. Ớt hẻm nó rất là ngon. Món mặn mình đó nghe. Chấm ớt hẻm ra rồi cá lóc. Nó chiên hay sao?
nó canh chua cũng có, mà nó chiên cũng có, nó tránh cái nước mắm mà cho nó không mặn. Mình á bị dặm với chất thiểu luôn đó. Cái này em phải cố gắng đi vòng vòng. Tại mấy món nó hơi thắt tiền rồi đó. Còn chỉ ơn nhất là nguồn tiền thôi. Cá chạch, cá chạch chiên, cá chạch gừng chứ không phải là cá chạch mà mua ngoài chợ. Được kiếm hóa. Kiếm tiền, kiếm nữa là anh làm. Phải đói còn nó vừa. Cá đói nữa hả? Trời. Ngồi làm mấy cái đó công phu rồi. Mấy món đó đúng là nhân giả thiệt nhưng mà đâu phải ai cũng chế biến còn toàn. Nhưng mà trong quán nó có thêm một món đồ xào. Em nhớ như bữa nay quán quên hay sao? Quán này cũng có cho đồ xào nè. Rồi đi trước ha. Dạ dạ, đi trước. Có người đợi đi lại. Hẹn gặp lại. Dạ. Thường là nhớ có đồ xào nhưng hôm nay thì chưa thấy. Cái gì? 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 Cái gì?
Lên đậu à? Ở đây bạn có thể tự gấp thêm con hoặc là món rau này luôn, canh chua luôn cũng được, đồ dễ. Ngon quá, ăn tới chén thứ ba. Nên mình ăn 3 thố cơm luôn. Dạ con ăn có 1 mà. Ủa ăn có 1, trời tao nữa ăn tới 3 thố. Trời đâu có. Đâu là đội tuyển quốc gia chứ. Đội tuyển thường vậy. Đội tuyển thường. Đội tuyển quốc gia nè. Có đâu chú mày. Đội tuyển quốc gia mà ăn 3 thố cơm. Con quay giới thiệu quán thôi à. Quay ở tù con chị. Không có, có ở tù con ở tù chứ sao mà cô ở tù được. Nãy giờ ông ăn được bây rồi thì là nhà nó kêu mình 6 quán à 6 mình 2 á. Giá giờ nó quay. Cho quán nó giới thiệu sản phẩm chứ quán cơm không 6 mình. Có cái gì? Tại mấy ông bán từ 70 ngàn này bán 25 ngàn mà ông coi đoạn của người ta nè. Đụng cái chơi ổng mà có mày đụng mày đưa về à bao sáu bên nó quýt nè cái tù cháo ông sao ông dám quýt luôn ủa tù cháo không mà ông bán không ông coi là người ta bán 25 ngàn thôi ông nhìn cái mâm mình lên tôi ăn rồi nó quay hết trơn luôn mà nó lên thì cho ra con ăn không hết luôn rồi ông dám bên là cậu ruột đó mà nó quay về nó chơi ổng vậy đó. Tại con đi mấy cái chợ này á, thì nói quán này ngon nhất ở đây. Con vô quán này ngon quay.
À, chú có lên cái sự miền Tây chú coi á, là con có giới thiệu mấy cái quán ở đây mà. Dạ. Dạ. Miền Tây ở vườn trên với mấy Hàn Quốc rồi chơi đó đang cũng quay rồi. Dạ. Tại chú biết sao không? Ở đây á, là mình bán tức là không có mắc mà đồ ăn ăn. Cái hôm nay ăn chay thì đã làm hết lắm. Có 25 món. Nhưng hôm nay làm qua nữa à? Bình thường là mình bên mình hai đạo ăn chay, người Bắc ăn chay, người Nam mình ăn chay luôn. Mình đang làm một nửa món à, chưa có đủ. Quay về chưa có đủ. Ủa, vậy bác chú là chủ ở đây luôn hả? Hả? Chủ ở đây luôn hả? Ừ. Đi quay chủ. Quay ông chủ. Cái này mình bán lâu rồi, mười mấy chục năm rồi. Dạ. Chú lên đó là chú thấy con giới thiệu mấy cái quán ở đây là không, con giới thiệu ở đây chỉ có bốn quán à. Quán nào? Sưng Dung, bánh ướt Sưng Dung. Bánh ướt cánh à? Sưng Dung ở trên Đông An á. À. Kinh B á thì có Bảo Mắt với quán cơm. Quán cơm gì quên này. Đây, cái huyện này là lấy quán, huyện này lấy quán của tôi là thí điểm đó. Vậy xin sạch theo ăn còn dạ. Bấm đó. Còn quán ở đây thì con có quay cái quán của chú thôi, chứ cũng không có quay mấy quán khác. Mấy quán kia đâu có gì đâu quay. Mà cũng không có đó. Có đâu quay. Mà bình thường là 25 cái đó hả? Mắm chân, mắm muốt rồi mắm to, hai ba là mắm rồi. Mắm muột. Rồi vậy đồ ăn mà chưa múc hết. Câu rầy chứ. Thôi vậy con qua bển con quay đây. Gà to, rồi dắt to lên rồi tùm lum đó nha. Nó quay giới thiệu quán. Vậy vậy này ngấp vậy. Đâu nãy giờ con đâu có biết đâu, tưởng bên kia thôi. Trời. Ở đây còn gà gà xào hết lùm lum hết chứ. Còn nhiều món quá mà nãy giờ con không biết trời. Hồi hai phần cơm. Có tiêu thịt có trứng bên kia. Đây là món